Để đáp ứng nhu cầu sử dụng cho khách hàng tầm trung, hiện tại cửa hàng Nology đã phân phối thêm sản phẩm iPhone 6 Plus với hình thức máy đã qua sử dụng nhưng vẫn còn nguyên bản và sử dụng tương đương như máy mới. Về thiết kế cũng như hiệu năng, iPhone 6 Plus không có gì khác so với iPhone 6. Tuy nhiên, iPhone 6 Plus lại có kích thước lớn hơn rất nhiều. Hiện tại, sản phẩm iPhone 6 Plus cũ tại cửa hàng Nology đang được bán rất chạy bởi Nology lựa chọn máy từ nguồn hàng tốt nhất và được đội ngũ kỹ thuật kiểm tra kỹ càng trước khi đến tay khách hàng. Đồng thời, khách hàng được hoàn trả lại tiền nếu phát hiện ra máy là hàng dựng, hàng Trung Quốc. Ngoài ra, khách hàng được bao test đổi mới trong vòng 15 ngày nếu máy có lỗi của nhà sản xuất. Sản phẩm iPhone 6 Plus được phân phối tại cửa hàng Nology với 3 màu trắng, đen và vàng cho các bạn sự lựa chọn thoải mái. Sản phẩm vẫn còn nguyên bản 99% và chưa sửa chữa thay tháo gì. Để biết thêm thông tin chi tiết, các bạn vui lòng truy cập website nology.vn. Trong tháng này khi mua các sản phẩm tại cửa hàng Nology, khách hàng sẽ nhận được nhiều khuyến mại khủng, bao gồm tặng thẻ giảm giá 100.000 cho lần mua tiếp theo, miễn phí 2 lần dán màn hình, giảm giá 20% khi mua phụ kiện và tặng thiếu giảm giá 100.000 khi mua hàng tại đồnghohoangkim.vn. Hãy nhanh tay truy cập website nology.vn để đặt hàng online và nhận ngay những khuyến mại khủng chỉ có trong tháng này tại cửa hàng Nology.